Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm qua mùng 4 tháng 1, Quốc hội Mỹ đã nhóm họp trở lại với một chương trình nghị sự đầy tham vọng của Đảng Cộng hòa, đảng kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Phiên họp Quốc hội đầu tiên trong năm 2017 đã được chứng kiến những cuộc tranh luận nảy lửa mà đạo luật Obamacare chính là một trong số nguyên nhân châm ngòi. Kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng vào năm 2009, 8 năm qua, tổng thống Barack Obama đã để lại cho nước Mỹ và thế giới rất nhiều di sản ý nghĩa và có thể nói đạo luật Obamacare là một trong số đó. Tuy nhiên, tại thời điểm chỉ còn 2 tuần nữa, ông sẽ rời khỏi chiếc ghế quyền lực. Những thành tựu của ông đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ngày trong ngày làm việc đầu tiên, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Enzi đã giới thiệu nghị quyết mở đường cho việc xóa bỏ đạo luật y tế Obamacare, một trong những di sản quan trọng của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama. Động thái này được xem là sự khởi đầu của tiến trình hủy bỏ hoàn toàn đạo luật Obamacare, vốn được Đảng Cộng hòa cam kết là ưu tiên lập pháp hàng đầu thời gian qua. Obama kè là đạo luật về bảo hiểm y tế được ông Obama ký ban hành vào năm 2010. Nó đã giúp cho 20 triệu người Mỹ có được bảo hiểm y tế, từng được xem như là một thành tựu và niềm tự hào của ông Obama. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bộ luật của ông Obama có quá nhiều kẽ hở và nếu như cứ tiếp tục, thì sẽ có hàng loạt người lợi dụng những kẽ hở đó để có được bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Mỹ và khiến cho ngân sách nhà nước thất thu ngoài ra với bộ luật obamacare chính phủ đã can thiệp quá sâu vào thị trường chăm sóc sức khỏe làm tổn hại đến việc tăng trưởng của ngành y tế và tăng thêm gánh nặng cho các doanh nghiệp nhưng các chuyên gia y tế và giới quan sát cảnh báo với việc hơn 20 triệu người Mỹ đang được bảo hiểm y tế giá rẻ nhờ Obamacare, việc hủy bỏ đạo luật này sẽ dẫn tới các công ty bảo hiểm rút khỏi thị trường, gây ra nguy cơ bất ổn xã hội rất lớn. Trước vấn đề này, tổng thống Obama đã có cuộc gặp với lãnh đạo Đảng Dân chủ để thảo luận về chiến lược bảo vệ đạo luật Obamacare trước sự tấn công của phe Cộng hòa. Trong khi đó, ông Mike Pence nhắc lại lời cảnh báo của Tổng thống đắc cử Trump viết lên Twitter, nói phe dân chủ phải chịu trách nhiệm về Obamacare và Đảng Cộng Hòa không nên đẩy hàng triệu gia đình vào cảnh khó khăn tài chính bằng cách xóa bỏ Obamacare trước khi có biện pháp thay thế khả thi. Chúng tôi sẽ cẩn thận khi làm việc này. Chúng tôi sẽ triển khai theo cách không khiến những gia đình có bảo hiểm nhờ Obamacare gặp khó khăn. Hoàng chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cho rằng, phe Cộng hòa cần tránh làm tình hình do đạo luật thất bại gây ra thêm tồi tệ. Chúng ta phải khắc phục bằng cách thay thế nó với điều gì đó tốt đẹp hơn. Trong quá trình chuyển tiếp, chúng tôi muốn đảm bảo không gây ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên, việc hủy bỏ hoàn toàn đạo luật này sẽ mất khá nhiều thời gian, trong khi việc gây dựng một chương trình bảo hiểm y tế tương tự cũng mất nhiều năm. Theo nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Chris Collins, họ đang lên lịch trình 6 tháng để tạo ra giải pháp thay thế Obamacare, nhưng các nghị sĩ khác cho rằng điều này là quá thảm vọng. Bên cạnh đạo luật Obamacare, Đảng Cộng Hòa cũng đang có ý định bãi bỏ hoặc thay đổi các quy định về môi trường và tài chính của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama, các biện pháp cải tổ về thuế cũng như các chính sách đối ngoại của ông, đặc biệt là trong vấn đề khu định cư do Thái của Israel và quan hệ ngoại giao với Nga cũng trong phiên họp đầu tiên, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cắt giảm quyền hạn của Văn phòng Đạo đức Quốc hội, cơ quan độc lập và không thuộc đảng phái nào chịu trách nhiệm điều tra cáo buộc vi phạm đạo đức của các nghị sĩ. Tuy nhiên, vấn đề này đang khiến nội bộ Đảng Cộng hòa lục đục bởi chính tổng thống đắc cử Donald Trump cũng không tán thành việc bãi bỏ. Theo đó, Văn phòng Đạo đức Quốc hội sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Ủy ban Đạo đức Hạ viện. Ngoài ra, theo đề xuất của nghị sĩ Cộng hòa Bob Kutlate, văn phòng đạo đức cần được thay đổi tên là văn phòng xem xét khiếu nại quốc hội. Nếu được thông qua, từ nay về sau, cơ quan này sẽ phải chuyển khiếu nại tới các nghị sĩ, chứ không công bố trực tiếp ra công chúng. Thủ lĩnh phe thiểu số của Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện, bà Nancy Pelosi đồng thời là người đứng đầu văn phòng đạo đức quốc hội cho rằng phe Cộng Hòa đã dẹp bỏ cơ quan đạo đức độc lập duy nhất, giám sát hành động của họ. Tổng thống đắc cử Mỹ dù bày tỏ phần lớn chương trình nghị sự của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội cũng chỉ trích việc các nghị sĩ đảng này bỏ phiếu giới hạn quyền lực của Văn phòng Đạo đức Quốc hội. Trong một tuyên bố đăng tải trên trang cá nhân Twitter, ông Trump đã viết rằng hãy tập trung vào cải cách thuế, chăm sóc y tế và nhiều thứ có tầm quan trọng khác. Những căng thẳng trong nội bộ Quốc hội Mỹ tiếp tục gia tăng khi trong ngày mùng 2 tháng 11 vừa qua, người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố không có bằng chứng cho thấy tin tặc Nga tác động đến kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Trước đó, chính quyền của ông Obama đã có những biện pháp trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga liên quan đến cáo buộc Moscow tấn công mạng để can thiệp vào bầu cử Mỹ. Sau tuyên bố mới nhất thể hiện quan điểm của Tổng thống đắc cử Donald Trump, giới quan sát đánh giá, rất có thể động thái tiếp theo của ông Trump sau khi nhậm chức sẽ là dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga. Và đây là điều chắc chắn Quốc hội Mỹ sẽ phản đối quyết liệt. Trong ngày 2 tháng 1, người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ông Sean Spicer cho rằng thật vô trách nhiệm khi rút ra kết luận trước khi nhận được báo cáo tình hình cuối cùng. Vị Tổng thống đắc cử cũng nhiều lần yêu cầu cơ quan tình báo trưng ra các bằng chứng cho thấy Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ ông trump tin tưởng vào các hiểu biết của mình trước đây và sự phi lý của chính quyền tổng thống barack obama khi sớm kết luận và thực hiện các cấm vận với nga chính vì thế câu hỏi đặt ra lúc này là ông donald trump liệu có dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với nga hay không việc ông obama trừng phạt nga vì sự liên quan tới kết quả bầu cử tổng thống đã gián tiếp cho thấy những bất bình của ông obama với vị tổng thống đắc cử nếu ông donald trump đồng thuận với trừng phạt đồng nghĩa ông thừa nhận sự can thiệp của nga còn nếu khẳng định nga không hề can dự và chiến thắng của ông là một sự tuyệt vời như ông từng ca ngợi thì ông sẽ nói gì với những bằng chứng được cơ quan tình báo trưng ra Hiện tại, ông Donald Trump chưa hé lộ bất kỳ điều gì về việc có dỡ bỏ trừng phạt Nga hay không, nhưng các phản ứng ở Quốc hội Mỹ hiện nay khá gay gắt, bởi nếu Tổng thống đắc cử Trump từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga, không chỉ đảng Dân Chủ mà cả đảng Cộng Hòa sẽ yêu cầu tăng cường các cơ chế trừng phạt. Hai tuần nữa, ông Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức, tuy nhiên cuộc chiến giữa các thành viên Quốc hội Mỹ thì đã bắt đầu bùng nổ và những gì mà tổng thống Barack Obama dày công gây dựng trong suốt 8 năm qua đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ ngay trước mắt. Tuy nhiên giới phân tích cho rằng Đảng Cộng hòa chắc chắn sẽ vấp phải những phản ứng dữ dội từ không chỉ Đảng Dân chủ đối lập mà còn là cả dư luận trong nước. Điều này hứa hẹn mức độ căng thẳng sẽ tiếp tục gia tăng trong các phiên họp quốc hội Mỹ trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, khi Venezuela càng lún sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế, thì cũng là lúc cuộc khủng hoảng chính trị âm ỉ đi kèm theo nó cũng có dấu hiệu bùng phát. Hiện Tổng thống Nicolas Maduro đang đứng trước sức ép rất lớn đòi ông phải từ chức. Ngày hôm qua, mùng 4 tháng 1, phe đối lập tại Venezuela đã khẳng định sẽ không nối lại đàm phán với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, cho dù 7 tù nhân chính trị thuộc phe này vừa mới được phóng thích nhân dịp năm mới. Trong bối cảnh này, ông Maduro buộc phải cải tổ nội các, chỉ định một phó tướng giúp đỡ mình. Quyết định bổ nhiệm phó tổng thống của ông Maduro cũng được các chuyên gia phân tích nhận định là bước chuẩn bị tiếp theo cho người sẽ kế nhiệm trong trường hợp ông buộc phải từ chức trong năm nay trước sức ép của phe đối lập. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Maduro cho biết đã chỉ thị ông Tarek En Asimi, 42 tuổi, vào vị trí cấp phó của mình trong giai đoạn 2017-2018. Phát biểu tại cuộc họp chính phủ được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Maduro tuyên bố với sức trẻ, kinh nghiệm, cam kết và lòng dũng cảm, ông N. Aysami sẽ đảm nhiệm tốt vai trò Phó Tổng thống. Tôi đã chỉ định đồng chí Tarek N. Isami đảm nhận cương vị Phó Tổng thống của nước Cộng hòa Bolivar Venezuela trong giai đoạn 2017-2018. Ông N. Aysami từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez, Chính khách này từng có thời gian đảm đương cương vị thống đốc bang Arawa, đầy quyền lực, được coi là một trong những điểm nóng về bạo lực tại quốc gia Nam Mỹ này. Việc bổ nhiệm ông N. Aysami được đánh giá là một bước đi có ý nghĩa sống còn, trong bối cảnh nhiệm kỳ tổng thống của ông Maduro sẽ chính thức kết thúc vào tháng 1 năm 2019. Còn theo truyền thông phương Tây, quyết định bổ nhiệm này của tổng thống Maduro được đánh giá là nhằm chuẩn bị người có thể sẽ kế nhiệm ông trong trường hợp nhà lãnh đạo này buộc phải rời nhiệm sở trong năm nay, theo yêu cầu của phe đối lập bởi theo quy định của Hiến pháp, nếu ông Maduro thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức sau ngày 10 tháng 1 tới, ông có thể chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống do mình lựa chọn. Hiện chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đang gặp sức ép rất lớn khi mà vào ngày 3 tháng 1 vừa qua, phe đối lập ở quốc gia này khẳng định sẽ không nối lại đàm phán với chính phủ của Tổng thống Maduro cho dù Caracas đã phóng thích 7 thành viên là người của phe này nhân dịp năm mới. Trước đó, chính phủ của Tổng thống Maduro và MUD đối lập đã khởi động vòng đàm phán đầu tiên vào ngày 12 tháng 11 năm 2016 và tiếp tục vòng đàm phán thứ hai hai tuần sau đó nhằm tìm kiếm giải pháp cho tình hình căng thẳng hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ. Phe đối lập đặt điều kiện phải tổ chức trưng cầu dân ý nhằm bãi nhiệm Tổng thống Maduro hoặc tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, trả tự do cho các nhân vật đối lập, tôn trọng quyền của cơ quan lập pháp Tuy nhiên, tổng thống Maduro nhiều lần bác bỏ mọi yêu cầu liên quan tới tổ chức trưng cầu ý dân hay một cuộc tổng tuyển cử sớm, khẳng định rằng vấn đề này không được hiến pháp quy định. Những xung đột chính trị ở Venezuela xuất phát từ chính cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài suốt 3 năm qua ở quốc gia Nam Mỹ này. Phe đối lập cáo buộc rằng chính tổng thống Nicolas Maduro phải chịu trách nhiệm cho những thất bại về mặt kinh tế này ở Venezuela. Đó là lý do họ muốn ông Maduro từ chức. Còn theo Ngân hàng Thế giới World Bank, trong 3 tháng gần đây, đồng nội tệ Bolivar của Venezuela đã mất giá tới 75% so với đồng đô la Mỹ. Về phần mình, Tổng thống Maduro đã cáo buộc tội phạm quốc tế tích trữ các đồng Bolivar với số lượng lớn nhằm tác động vào tình hình tiền tệ của nước này và kêu hội sự ủng hộ của người dân đối với những chính sách tiền tệ của nhà nước. Nhưng có lẽ đã đến lúc ông Maduro phải thừa nhận một sự thật rằng, cuộc sống của người dân Venezuela đang ở tận cùng của sự khốn khó. Đó là cuộc sống vật lộn với những nắm tiền mất giá, là những người mẹ phải cho con đi vì không thể cho con ăn no ba bữa một ngày, là những bệnh nhân đang chết dần chết mòn vì bệnh viện thiếu thuốc men, cơ sở vật chất ngày càng đi xuống. Đây là những câu chuyện không hề mới ở Venezuela, nhưng mỗi khi những câu chuyện này được nhắc đến, nó đều khiến cho những người ngoài cuộc phải suy ngẫm, thậm chí là bị ám ảnh. Các ảm. hiệu thuốc, điều này khiến con bé đau đớn tổ độ, ở bệnh viện thì ngày có thuốc, ngày không có thuốc. Mỗi lúc không có thuốc, tình trạng của con bé lại một xấu đi. Ở Venezuela còn có rất nhiều những câu chuyện đau lòng như trường hợp của bé Ashley trong phóng sự vừa rồi. Sinh mạng của nhiều người dân Venezuela không chỉ bị đe dọa do cạn kiệt thuốc men, mà họ còn phải sống trong nỗi sợ hãi vì bạo lực. Tổ chức giám sát bạo lực Venezuela OVV mới đây cho hay, quốc gia Nam Mỹ này hiện đứng thứ hai trong danh sách những quốc gia bạo lực nhất thế giới, chỉ sau El Salvador. Theo quan sát của tổ chức giám sát bạo lực Venezuela OVV, các vụ tử hình phi luật pháp đã trở thành một hiện tượng rộng khắp xã hội Venezuela. Với con số ước tính lên tới 28.479 người bị giết trong năm nay, tức hơn 3 người mỗi giờ và là quốc gia giết người nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau El Salvador. Lý do là vì cơ quan công quyền tê liệt vì khủng hoảng kinh tế nên người dân tự ra tay trả thù những kẻ mà họ cho là tội phạm. Theo báo cáo, trong quá khứ các vụ giết người kiểu này không nhiều tại Venezuela. Nhưng năm nay đám đông tức giận và thiếu đói tấn công cả những kẻ phạm tội nhỏ như ăn cắp vặt và trong thời gian vừa qua, cảnh sát thường ngoảnh mặt không truy cứu những vụ giết người như vậy. Tuy nhiên, tổng thống Nicolas Maduro không công nhận báo cáo của OVV. Ông này còn cáo buộc tổ chức OVV đã thổi phồng còn số vì lý do chính trị. Năm 2015, chính phủ của ông Maduro công bố số liệu chính thức là 58 vụ sát nhân trên 18.000 dân, trong khi con số của OVV là 90.000. Theo các khảo sát của các tổ chức phương Tây, hầu hết người dân đều muốn ông Maduro từ chức. Cũng theo truyền thông phương Tây, vị tổng thống xuất thân từ tài xế xe buýt và chủ tịch công đoàn này đã giữ đủ các vị trí chủ chốt để có thể nắm quyền thêm ít nhất một năm nữa. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nếu ông Maduro không có những thay đổi đáng kể nào để lấy lại niềm tin từ người dân, thì có lẽ kịch bản phải chỉ định người kế nhiệm sẽ là điều rất dễ xảy ra đối với ông. Chuyện đồng chuyện Tây hôm nay xin được dừng lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.